sau khi mạch đã hoàn thành như thế này thì các bạn quan sát là ở đây thì nguồn dương 15V 12 cũng được nhé, và cấp vào chân số 5, nguồn âm 15V và cấp vào chân số 3, và đất thì các bạn cấp vào phần dây tín hiệu đất của loa vào đây. Thì hiện tại mình đã kết nối ra loa và mình kết nối với hai cái loa vệ tinh của loa encode F200, tổng hai loa công suất 30W. Rồi mình đã kết nối với máy tính, bây giờ mình sẽ mở nhé. Thì mình sử dụng nguồn xung nên là của loa encode luôn, nên là chất âm sẽ không hay, do không phải nguồn tính các bạn nha. Đấy, các bạn nghe nó rất là mạnh. Với 4 con trở và 3 con tụ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.